Những ngày qua, Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ đã tiếp nhận hàng loạt ca điều trị rắn độc cắn từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chuyển về. Tình trạng này không nằm ngoài quy luật mọi năm, bởi vì cứ đến giai đoạn mà chuyển từ mùa nắng sang mùa mưa thì rắn sinh sôi rất là nhiều, gia tăng mật độ. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết là hiện tượng rắn lục đuôi đỏ cắn không chỉ đang tăng cao mà còn có nhiều ca nặng với những diễn biến nguy hiểm rất đáng lo ngại. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị khoảng 100 ca, trong đó có những trường hợp bị rắn lục cỡ lớn tấn công, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng rối loạn đông cầu máu rất nặng. Biểu hiện bên ngoài là vết cắn sưng nề, nôn ra máu và xuất huyết dưới da. Các bác sĩ phải sử dụng hàng chục lọ huyết thanh và theo dõi sát sao các dấu hiệu sinh tồn. Điều đáng lo nhất hiện nay là trong khoảng 700 ca nhập viện điều trị rắn cắn mỗi năm tại bệnh viện, có không ít trường hợp bị rắn lục cắn thể nhẹ nhưng đã dẫn đến những biến chứng khó lường do người dân chủ quan. Thay vì chuyển viện sớm, nhiều người đã tự đắp thuốc khiến vết cắn có dấu hiệu hoại tử, nhiều khả năng phải đoạn chì. Cơ sở y tế nào có kháng huyết thanh hoặc là có cái phác đồ điều trị rắn lục cắn, người ta đến càng sớm càng tốt. Và đặc biệt những ca rắn lục này thì không được garo, không được chích rạch máu như là những cái phương pháp cổ điển trước đây mà người dân rất hay là sử dụng đó, thì nó cực kỳ nguy hiểm thêm cho bệnh nhân.